Mỗi nơi mình chia sẻ niềm đam mê của mình, đốt lại tâm lý con người cũng như là những vấn đề huyền bí. Các bạn sẽ xem một video này đi. Và nếu như các bạn cảm thấy có một sự liên kết hoặc phù hợp nào đó thì các bạn có thể bấm like video, bấm subscribe kênh của Dây và để lại một bình luận cho Dây biết ha. Rồi, thì hôm nay đốt lại, như bạn đã từng biết đến kênh của mình rồi á, thì cái cách chọn bài hôm nay nó sẽ hơi khác biệt một chút xíu so với lại bình thường. Còn nếu như bạn là những người mới đến kênh thì các bạn cứ nghe cái giải thích của Jen ha. Hôm nay thì trải bài của chúng ta sẽ là một trải bài mang tính chất tiên tri sự kiện khá là nhiều. Thì Jen sẽ tiên tri những sự kiện lớn diễn ra từ giờ cho tới cuối năm. Jen sẽ không để chính xác là năm nào để làm một cái video time list, tức là không bị giới hạn về khung thời gian. Thì bất kể khoảng thời gian nào các bạn xem tính cho tới cuối năm thì đây sẽ là trải bài cho các bạn. Và Jen sẽ chia ra làm hai chủ đề hoàn toàn tách biệt, đó là công việc tài chính, học tập và các mối quan hệ. Thì chúng ta sẽ lựa chọn riêng cho mỗi chủ đề. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lựa chọn cho chủ đề công việc, học tập, tài chính, và sẽ có hai nhóm bài ở đây cho mọi người chọn. Tương tự với những mối quan hệ cũng sẽ có hai nhóm bài cho các bạn chọn. Nói chung là mỗi bên thì chỉ có hai nhóm thôi, thay vì là ba nhóm, tại vì Jen không muốn quá là một cái trả bài quá là dài và có quá là nhiều thông tin cho mọi người ha. Thì bởi vì cái hạn gọi là cái sự hạn chế về số lượng nhóm bài chọn, cho nên chắc chắn là nó sẽ không match được với tất cả mọi người, nên là mọi người hãy cứ lắng nghe một cách thoải mái và cởi mở nhất có thể, cũng như là cái cách giải bài hôm nay của Giang thì nó sẽ open hơn, nó sẽ rộng hơn, nó sẽ thấp cái sự chi tiết hơn so với bình thường. Thì mọi người cứ nghe ha. Rồi, và bởi vì đây là một show reading properly chắc chắn rồi, vì đây là liên quan tới sự kiện và còn là sự kiện chung nữa, nên là chúng ta sẽ không có thời gian thiền. Nhưng mà ngược lại ha, thì chúng ta sẽ có 5 tiếng chuông, nhưng mà hôm nay thì sẽ giảm xuống còn 3 tiếng chuông nhé, để mọi người chọn một trong hai nhóm ở đây dựa theo trực giác của mọi người. Hôm nay sẽ không có đá lạc lên nhóm luôn, chúng ta chỉ có đúng hai nhóm ở đây với những lá bài tiên tri mà Giang đã bóc sẵn. Thì mọi người hãy lựa chọn với mình ha, cái đối với chủ đề đầu tiên mà chúng ta sẽ xem, đó là công việc, học tập, tài chính, những cái sự kiện chính lớn hay những cái sự kiện lớn sẽ diễn ra với lại các bạn từ giờ cho tới cuối năm. Thì mọi người vui lòng tập trung giúp Jen suy nghĩ về cái câu hỏi mà các bạn đang hỏi, về cái chủ đề mà chúng ta đang rút, và lắng nghe tiếng chuông xoay để các bạn có thể lựa chọn nhóm bài phù hợp nhé. Jen sẽ gõ 3 tiếng nha, mọi người không cần phải hít thở theo tiếng chuông, mọi người có thể hít thở theo khả năng của mình cũng được. Ok, Giang sẽ đến với lại nhóm bài đầu tiên trong chủ đề công việc, học tập và tài chính. Rồi, ok, xin chào các bạn. Nhóm đầu tiên của chủ đề công việc, học tập, tài chính, đây là trả bài cho các bạn về cái việc đó là những sự kiện nổi bật sẽ diễn ra từ giờ cho tới cuối năm ha, ở trong cái lĩnh vực, trong cái chủ đề mà các bạn chọn. Thì bây giờ sẽ bắt đầu lật dở những cái lá bài của các bạn lên. Thì mọi người hãy nhớ đây là trả bài chung cho rất là nhiều người, nên là sẽ có những cái thông tin phù hợp với bạn hoặc không. Thì mọi người hãy lựa chọn, mọi người hãy chủ động ha, trong việc lựa chọn những cái gì các bạn muốn nghe, sorry, những gì các bạn cần nghe, chứ không phải là các bạn muốn nghe. Vì chắc chắn ở đây sẽ không nói những cái gì các bạn muốn nghe đâu. Và hãy lựa chọn những cái gì mà các bạn cảm thấy cần nghe ở thời điểm này nhé. Rồi, sorry, Jen sẽ bắt đầu lật bài cho mọi người nha. Các bạn có lá The Jagger. The Waters. The Watery ha. Sự kiện. Các bạn có lá Ear với cái việc đó là Good News. Dex. Pay attention to your work. Flowers. Happiness. Flower là mình nhớ đến bài Flower của Jisoo. Và các bạn có lá Rat. The Jagger.
Có vẻ như đối với nhóm 1 á, từ giờ đến cuối năm liên quan tới công việc học tập tài chính á, các sự kiện chính của các bạn nó sẽ có cả vui và buồn, nó không tốt hết và nó cũng không tệ hết. Đầu tiên thì anh thấy đó là các bạn sẽ phải tập trung khá là nhiều vào trong cái công việc của mình. Cái tập trung ở đây á, nó có thể là liên quan tới một cái tin tức tốt nào đó bạn nghe được trước đó, ví dụ như là công ty sắp có một ai đó rời đi, có một cái vị trí trống, và nếu như mà ai cố gắng từ giờ cho tới cuối năm, hết quý 2, quý 3 gì đó, hoặc là hết quý 1 gì đó, thì sẽ được cất nhắc lên cái vị trí mới đó. Thì bạn nghe được cái đó, bạn nghe được cái tin tức ấy, và bạn sẽ cần phải hết sức là tập trung vào cái công việc của bạn trong cái thời gian tới. Thật ra anh có một cái cảm giác mà các bạn đã là The Watery của bộ Cloud Cat ấy, và có một cái cảm giác là cái thời của các bạn nó tới rồi, gọi là cái thời điểm để các bạn thay đổi, cái thời điểm mà các bạn cái dòng chảy công việc học tập tài chính của các bạn ấy, cái dòng chảy đó nó đang tới, nó đang smooth thi rồi. Nhưng mà giữa những cái lá bài tốt á, thì chúng ta vẫn có hai cái lá bài rất là connect với nhau luôn, đó là lá cho Joker và lá Red, là hai lá đó về cái việc là một ai đó đang tìm cách chống lại bạn ở phía sau lưng bạn, và cái lá của cái việc đó là sẽ có những cái sự nguy hiểm, có những cái sự mâu thuẫn nó đang chờ đợi. Thì em nghĩ nó cũng khá là rõ ràng, tại vì chắc chắn là một cái gì đó ngon, một cái gì đó tốt thì sẽ không phải chỉ dành cho một mình bạn, sẽ không phải một mình bạn muốn có nó, rất nhiều người sẽ muốn có nó, và có thể đó là cái người gần bên bạn luôn, và thậm chí là cái người đã nói cho bạn nghe cái tin tốt này. Tức là họ nói là cái dạng như kiểu là ê ê mày biết gì không, cái xong rồi là kể hết trơn vậy đó. Nhưng mà kết thúc của cái câu là tao sẽ cố gắng để đạt được nó đó, thì câu đó nó cái câu đó nó là một cái signal, nó là một cái dấu hiệu để các bạn biết là à, cái miếng mồi ngon này không phải chỉ là một mình bạn có. Mặc dù các bạn đã lá flower, lá happiness ha, thì sẽ có một cái sự kiện hạnh phúc nào đó ở trong công việc học tập tài chính của bạn, có thể là một cái gì đó mà các bạn mong muốn đã chờ, nó sẽ không liên quan tới cái tin tức tốt này, là một cái gì đó các bạn đã chờ tới rất là lâu rồi thì nó sẽ đến với bạn. Nhưng mà Danh có một cái cảm giác là cái sự kiện hạnh phúc này á, nó sẽ là một cái bước đệm, hoặc nó sẽ là một cái điểm cộng để các bạn dường như so với những người khác đó, thì bạn sẽ ở một cái vị trí thuận lợi hơn để mà giành được cái tin tức tốt này, hoặc là giành được cái một cái nguồn lợi nào đó ở trong công việc học tập tài chính. Và rõ ràng đây sẽ càng, tức là chứ không có nói là bạn sẽ cần phải đề phòng tất cả mọi người xung quanh ngay từ ban đầu, nhưng mà bởi vì giống như Danh nói là thời của các bạn tới, cái việc là các bạn liên tục thành công, các bạn liên tục đạt được những cái điều tốt ở trong công việc học tập tài chính đó, nó khiến cho mọi người từ một người tốt thành một người không tốt, khiến cho mọi người xung quanh ghen tị, khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy là tại sao nó có tất cả mà mình không có gì cả đó, thì nó khiến cho họ quyết định là họ làm một vài cái hành động nó đi ngược lại với bản chất thật sự của họ. Ở đây không có nói họ là tốt hay xấu nha, Giang chỉ đang phân tích cái vấn đề ở đây thôi. Cho nên là Giang cảm thấy là điều mà và đó là cái lý do vì sao mà được khuyên đó là hãy hãy tập trung vào cái điều mà các bạn đang làm. Và thật ra bản chất lá The Watery ha, ở trong phim Sakura thì thật ra Watery là một lá rất khó bắt ở trong Sakura, tại vì nó đã tìm cách hãm hại rất là nhiều học sinh, và bởi vì nó là nước mà nó không có hình thù, nó rất là dễ chạy. Phải tới khi Sakura đóng băng nó ở trong phải đóng băng nó thì lúc đó mới thu phục được nó. Thì cũng sẽ là như vậy, sẽ có mình có biết là sẽ có một cái sự kiện gì đó, hoặc là các bạn nhóm một các bạn sẽ phải đưa ra một cái giới hạn nào đó để họ biết được đó là tôi không có chốt với bạn, tôi không có đùa với bạn, tôi không có rảnh, tôi không có rảnh để ngồi đây để mà mâu thuẫn nội bộ, hay là để tranh cãi các cái vấn đề đúng sai để với bạn. Hãy tập trung vào những gì mà mỗi người đang cần phải làm, và hãy đối với nhau một cách fair play. Tất nhiên là sau đó họ có quyết định fair play không thì là quyền của họ, nhưng mà ít nhất thì anh thấy là các bạn nhóm một các bạn sẽ đưa ra cái giới hạn của mình. Ok, bây giờ Giang sẽ rút thêm ba lá tổng quan năng lượng của các bạn về công việc học tập tài chính từ giờ đến cuối năm ha.
Rồi, đối với lại những bạn nào đang tìm việc á, thì từ giờ đến cuối năm các bạn sẽ tìm được công việc của các bạn. Và các công việc này là mỗi công việc mà các bạn thích, hoặc là cái môi trường mà các bạn lựa chọn vào là một cái môi trường các bạn thích. Tương tự với những bạn mà đang mong muốn được lên chức, hoặc là muốn chuyển sang một cái phòng ban khác đi, chuyển sang một cái phòng ban khác mà nó là một cái phòng mà bạn match hơn về lĩnh vực bạn, là một cái phòng ban mà bạn muốn được vào đó để mà học tập các kiểu á, thì em thấy là các bạn sẽ dễ có khả năng được. Tuy nhiên á, cái sự rời đi của bạn ha, nếu như mà đối với lại cái trường hợp mà các bạn đang muốn chuyển phòng ban, hoặc là ví dụ như chuyển công ty, hoặc là chuyển chi nhánh của công ty á, thì cái việc rời đi của các bạn nói trước là sẽ không phải là yên bình rời đi. Sẽ có những cái người ta bàn tán ra vào, hoặc là người ta nói là dạng như bạn không làm được việc nên bạn mới đi sang phòng ban khác, tức là họ không công nhận khả năng của bạn, trong khi thật ra đã làm rất là nhiều ở trong cái nơi mà hiện tại bạn đang làm. Đối với lại những cái bạn mà mới có công việc đi ra, thì cái việc mà các bạn bước chân vào cái công ty mà các bạn mơ ước đó, vẫn sẽ có những người xung quanh nói là thật ra bạn không xứng để mà vào cái công ty đó, hoặc là họ sẽ nói là, và cũng có thể thậm chí đây đó là cái công ty mà các bạn muốn vào là một cái công ty nó ở một cái ngành nghề khác, hoặc là ngành nghề mà các bạn học, thì họ cũng sẽ nói là dạng như bạn đang waste time, bạn đang rất là lãng phí thời gian, mà nói thế này thế nọ hết trơn á. Thì cái lời khuyên chân thành nhất của Jen á, dành cho tất cả những cái bạn trong các trường hợp hợp trên, hãy nhớ lý do vì sao bạn xin vào cái nơi đó, và hãy nhớ cực kỳ rõ ràng mục tiêu, mục đích mà bạn đặt ra cho con đường học tập, con đường làm việc của mình, và chỉ tập trung vào đó thôi. Đó là cái điều duy nhất mà các bạn nên làm, chứ không phải là đi nghe những cái người xung quanh. Bởi vì sao? Bởi vì những người khác nói gì không định hình bạn là ai, bạn nghĩ gì, bạn hành động như thế nào cho bản thân thì mới định hình bạn là một người như thế nào. Và chính bạn là người viết ra tương lai của bạn, chứ không phải là những người xung quanh, không phải là cái xã hội này. Cho nên là hãy tập trung vào điều mà các bạn đang làm ha. Rồi, ok, để kết thúc trả bài cho nhóm 1, chúng ta sẽ lấy những con số nha mọi người. Con số ở đây có thể có rất nhiều ý nghĩa. Có thể là khi các bạn thấy những cái số này thì có nghĩa là cái danger, cái nguy hiểm của các bạn nó đang tới đó. Rồi, các bạn có số 1, số 7 và số 4 ha. Vì cái này là hình dynamic, cái này là số 5, số 9 và số 1 nha mọi người. Rồi, ok, mình kết thúc trả bài cho bạn nhóm 1 về chủ đề công việc hoặc tài chính ở đây. Nếu các bạn cảm thấy phù hợp thì nhớ bấm like video ha, hoặc là share video đến nhiều người hơn, và bấm subscribe kênh của Jen nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye bye. Xin chào những bạn nhóm 2, những bạn đã lựa chọn nhóm thứ hai trong cái chủ đề đó là công việc học tập tài chính từ giờ đến cuối năm, những sự kiện lớn sẽ diễn ra với bạn. Thì mọi người hãy nhớ giúp Jen đây là trả bài chung cho rất nhiều người, nên mọi người hãy chủ động trong việc lựa chọn những cái thông điệp mà bạn cần phải nghe ở thời điểm hiện tại, bởi vì chắc chắn Jen sẽ không nói những gì mà các bạn muốn nghe đâu. Và hãy cảm thấy thoải mái trong việc đón nhận nó, tại vì số phận nằm trong tay bạn ha. Rồi, Jen sẽ bắt đầu lật những lá bài tiên tri cho mọi người nhé. Các bạn có lá The Unicorn, Good Fortune and Friendship. Các bạn có lá The Arrow. Tiếp tục các bạn có lá Unicorn. Hai lá Unicorn ha. Use your intuition to make beneficial change. Các bạn có lá Tree. Touch. Và các bạn có lá Rub. Interesting, ban đầu khi ra hai lá unicorn á, Jen đã nghĩ là một cái gì đó nó mang ý nghĩa good fortune, mang ý nghĩa tốt ấy. Tại vì lá the unicorn trong bộ fortune của Jen là một lá khá là tốt. Nhưng mà những lá sau thì đó đầu khiến Jen suy nghĩ lại, và maybe đó là lý do mà sao các bạn có lá của bên bộ cloud card, là sorry đây là bộ sakura card, đó là lá the arrow. Rồi Jen sẽ nói trước về các cái sự kiện ở đây ha. Có lẽ là sẽ là một sự cảnh báo, Jen nghĩ vậy. Thật ra Jen cảm nhận ở đây này, những cái sự kiện lớn sẽ diễn ra với các bạn trong công việc học tập tài chính, nó không thật sự là có một cái gì đó quá lớn liên quan cụ thể tới công việc học tập hay là tài chính. Tức là Jen có một cái cảm giác đó là các bạn nhóm 2 trong cái chủ đề này,
công việc học tài chính của các bạn từ giờ đến cuối năm nó vẫn ổn. Ví dụ như các bạn đang trên đà đi lên, nó vẫn sẽ đi lên. Thật ra hầu hết ở đây sẽ là đi lên, tại vì các bạn đã lá V-Arrow và lá tờ Unicorn thì là lá của cái việc các bạn đang có những cái sự may mắn, có những cái điềm may ở trong cái quá trình phát triển của mình, và đó sẽ là cái hành trình đi lên. Nhưng mà dường như á, các bạn biết cái câu là thiên thời địa lợi nhân hòa đúng không? Thì các bạn, mình thấy các bạn nhóm 2 á, các bạn có thiên thời, các bạn có địa lợi, nhưng nhân của các bạn, cái phần con người của các bạn á, nó chưa có kịp cập nhật, kịp update để mà có thể nắm bắt được cái thời cơ này. Và cái vấn đề nó nằm ở đâu? Cái vấn đề nó nằm ở đây á, đó là Gen cảm thấy các bạn có những vấn đề liên quan tới gia đình sẽ diễn ra từ giờ cho tới cuối năm, nhưng mà cái vấn đề này có thể là sẽ được giải quyết. Thật ra nó là 50-50, lá bài tree trong Tulip Fortune là một lá 50-50, nó nói về việc đó là ok, có một cái gì đó các bạn phải đối diện với lại gia đình của bạn. Nhưng mà thật ra bất kể cái vấn đề của gia đình này nó là cái vấn đề gì á, thì mình đều thấy đó là một cái sự, nó sẽ là một cái bước đệm để các bạn có một cái sự phát triển về mặt linh hồn, và nó sẽ giúp cho các bạn nhận thức ra được một cái điều gì đó, một cái aha moment, một cái gì đó mà các bạn đã tự ghim chân mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua, đã luôn khiến bạn bị chần chừ trước những cái quyết định liên quan tới công việc, học tập, tài chính. Hay thậm chí ở đây á, có thể là bạn có khả năng hơn bạn nghĩ, bạn giỏi hơn hơn là các bạn nghĩ, nhưng mà bởi vì những cái concern, những cái vấn đề liên quan tới gia đình, ví dụ như là trách nhiệm mà bạn đang có, hay là các bạn bị những cái vấn đề liên quan tới tâm lý ha, các bạn bị cái sự nghi ngờ từ phía gia đình khiến cho bạn đã luôn tự hạn chế bản thân mình lại. Tại vì lá Unicorn trong Tulip Fortune là một lá nói một cái việc đó, đó là hãy sử dụng trực giác của bạn để khiến cho những cái lợi ích đó, cái câu chuyện liên quan tới lợi ích nó được thay đổi. Có thể là trong từ giờ tới cuối năm các bạn sẽ có một cái cuộc điêu lương, hoặc là các bạn sẽ có một công việc mới và các bạn sẽ phải điêu lợi ích của bạn ở trong nó. Thì thường mà khi điêu lương á, sẽ có khá là nhiều thứ phải cần phải suy nghĩ, và đối với lại các bạn nhóm 2 thì một trong những thứ đó là gia đình đó. Giang cũng nhìn thấy được đó, đó là các bạn sẽ có những cái mối quan hệ bạn bè mới thông qua công việc, học tập và tài chính. Tuy nhiên á, Giang lại cảm nhận được các bạn nhóm 2, các bạn là những người có vấn đề liên quan tới sexual, liên quan tới phần giới tính. Sẽ có rất là nhiều trường hợp ở đây, ví dụ như các bạn chưa come out, các bạn có thể là thuộc cộng đồng LGBTQT cộng và các bạn chưa come out. Hoặc là ví dụ như các bạn là những người có vấn đề liên quan tới quấy rối, và nó khiến cho các bạn không dám mở lòng với lại những cái người khác giới, bạn bè của bạn có thể là chung giới hoặc là những cái người thuộc cộng đồng thứ ba, những người mà khiến cho các bạn có cảm giác cảm cảm thấy là mình sẽ không bị quấy rối, mình sẽ không có thể cái sự quấy rối này của bạn đến từ gia đình, tức là nó diễn ra từ một cái người thân thiết ở trong gia đình đó, và cũng là một cái lý do khiến cho các bạn đã không có kết nối thân cận với lại gia đình xung quanh khi các bạn bị mặc cảm và tự ti bản thân mình trong công việc. Thì nếu như bạn có lời khuyên nào đó chân thành của Gia dành cho các bạn nhóm 2 á, nó sẽ là liên quan tới cái lá tree arrow này của các bạn, đó là các bạn buộc phải gọi là người chủ động ở trong công việc, học tập, tài chính. Nó cũng không đúng, nhưng mà nó có thể gọi là các bạn sẽ buộc phải cho phép bản thân mình kết thúc cái vấn đề này bằng cách này hay là cách khác. Chứ không nói là kết thúc là kiểu như nó phải đinh ngay trong năm nay hay là trong các năm tiếp theo, mà ở đây đó chỉ đơn thuần đó là bạn không thể nào sống lại cái nỗi ám ảnh này cả đời được. Đặc biệt là khi nó đang ảnh hưởng ngày càng nhiều tới công việc, học tập của bạn, nó đang khiến bạn bị miss, bị lỡ những cái cơ hội rất là tốt ở trong công việc, học tập của mình. Tất nhiên nó cũng còn tùy thuộc vào việc các bạn nhóm 2 cảm thấy như thế nào là đáng giá, nhưng mà Gen thấy được ở đây thật ra các bạn nhóm 2, các bạn vẫn luôn muốn tiến lên mà, các bạn vẫn luôn muốn phát triển, các bạn vẫn luôn muốn cái sự thay đổi. Thì đối với lại những cái vấn đề liên quan tới tâm lý ở sâu bên trong á, cái cách duy nhất để mà giải quyết nó đó là bạn phải chủ động, ví dụ như chủ động tìm kiếm sự trợ giúp, ví dụ như là chủ động chia sẻ nó ra, chủ động nói nó ra. Và bất kể là người đối diện người ta cười cợt, người ta thế nào hết trơn á, thì cái việc mà bạn nói nó ra, nó vẫn sẽ khiến cho các bạn hiểu được là có những cái sự kiện nó đã nằm ở trong quá khứ rồi, và bạn ở lúc này đã khác.
bạn ở thời điểm này đã mạnh mẽ hơn, bạn ở thời điểm này đã tự tin hơn, bạn ở thời điểm này đã có nhiều thứ hơn và biết nhiều thứ hơn để những cái sự kiện kia nó không lặp lại nữa. Đó thì đó là một vài cái guide cơ bản của Yen ha, tại vì đây là một cái trạng thái nó không quá tập trung vào vấn đề hiểu như là cái gì đó hết. Nếu như bạn nhóm hai bạn thật sự có cái vấn đề này, các bạn có thể email cho Yen, chúng ta có thể cùng nhau ngồi xuống để tìm một cái cách giải quyết ha. Rồi thì Yen sẽ xem thêm tarot cho mọi người để xem tổng hòa năng lượng từ giờ đến cuối năm của các bạn cho công việc hoặc tài chính như thế nào nhé. Rồi, các bạn có là Strength, Temperance và Five of Cups. Rõ ràng từ giờ tới cuối năm các bạn nhóm 2 các bạn sẽ phải đấu tranh với nỗi sợ của mình rất là nhiều và các bạn sẽ phải can đảm hơn cực kỳ nhiều. Các bạn sẽ liên tục bị challenge, bị thử thách cái vấn đề này. Và khi mà các bạn đã học được hoặc hopefully là với cái tinh thần mạnh mẽ mà các bạn có, các bạn sẽ dần tìm được cái sự cân bằng ở trong cuộc sống của mình. Tại vì các bạn nhóm 2 thì các bạn đang bị mất cân bằng một chút xíu, tức là công việc các bạn rất là ổn nhưng mà tâm lý của các bạn là không ổn á. Đó là cái lý do vì sao bây giờ nó là cái phần nhân của các bạn nó đang chưa có kịp update, nó đang chưa có đi theo kịp cái dòng chảy của vũ trụ, thì các bạn phải tìm cách để mà đẩy bản thân mình đi theo kịp. Đấy, và các bạn có lá Five of Cups. Lá năm đây đó là một cái lá thể hiện được rất là rõ, đó là các bạn vẫn còn những cái sự tiếc nuối, vẫn còn những cái sự trăn trở ở trong quá khứ về những cái gì mà các bạn đã bỏ lỡ. Và đó là cái lý do vì sao ở cái thời điểm từ giờ tới cuối năm các bạn muốn thay đổi. Mình thấy được cái tâm thế là các bạn muốn thay đổi, các bạn muốn những sự kiện ở trong quá khứ nó không lặp lại nữa, các bạn muốn bản thân mình trở nên can đảm và can trường hơn. Thì đó, những đó là những cái vấn đề tận sâu bên trong của các bạn, thì các bạn sẽ phải đối diện với nó, dù các bạn sợ nó bao nhiêu, dù các bạn kiểu như là bị nó gọi là bị ám ảnh và đe dọa bởi những cái nỗi sợ đó bao nhiêu á. Nếu như các bạn thật sự muốn thay đổi, các bạn bắt buộc phải giải quyết được cái nỗi sợ đó, nhưng không có nghĩa các bạn không phải là các bạn giải quyết nó một mình. Giống như nói rồi, nếu như cần tìm cái sự trợ giúp thì hãy cứ đi tìm sự trợ giúp, nhưng cái người đầu tiên bước chân trên cái hành trình thay đổi đó phải là bạn, không phải là một ai khác. Và chỉ cần các bạn giữ được cái tinh thần chủ động đó thôi, mình đã thấy là nó rất là tốt rồi. Và rồi các bạn sẽ thấy mọi thứ xung quanh các bạn thay đổi khi các bạn tìm được cái sự cân bằng ở bên trong cảm xúc của mình ha. Rồi, ok, Yen kết thúc đề bài giải bạn nhóm 2 ở đây về chủ đề công việc học tập tài chính. Thì nếu như bạn cảm thấy là cái trả bài này nó hỗ trợ được bạn, nó liên kết với các bạn á, thì các bạn có thể để lại một like hoặc là share video, bấm subscribe kênh của Yen để xem thêm những video với những chủ đề khác nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Ok, xin chào các bạn nhóm 2. Mình sẽ lại mình quên mất cái phần bốc số của bạn này ha. Thì con số ở đây có thể sẽ liên quan ở cái việc như là khi các bạn thấy những cái con số này thường xuyên lặp lại chẳng hạn, thì có nghĩa là cái sự kiện mà những cái sự kiện mà Jen đã chia sẻ nãy giờ nó sẽ bắt đầu nó có dấu hiệu tới ha. Rồi đầu tiên các bạn có số 19. Các bạn có số 2 và số 5 ha. Vậy đây là số sắp lục chế. Các bạn có số 5 một lần nữa, số 2 và số 8 ha. Rồi, ok, đây là official kết thúc cho các bạn nhóm 2 nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với lại phần 2 của trải bài liên quan tới các mối quan hệ. Thì đây sẽ là hai nhóm bài cho các bạn chọn ha. Thì giống như của cái nhóm lĩnh vực trước, của cái nhóm chủ đề trước, chúng ta cũng sẽ có 3 hồi chuông để các bạn chọn nhóm và không có đá ở trên này cho các bạn chọn. Các bạn sẽ hoàn toàn chọn dựa vào trực giác của mình ha. Rồi giờ sẽ đánh 3 hồi chuông cho mọi người chọn nhé. Hãy cố gắng tập trung nha mọi người. Ok, cho đếm lại
nhóm một trong chủ đề các mối quan hệ tình cảm sự kiện từ giờ đến cuối năm nha. Ok, xin chào các bạn nhóm đầu tiên ở trong chủ đề các mối quan hệ ha. Thì đây là trải bài cho các bạn. Thì mọi người hãy nhớ đây là trả bài chung cho rất là nhiều người, nên là mọi người hãy chủ động lựa chọn những cái gì mà các bạn cảm thấy cần nghe ha. Bởi vì chắc Nhi sẽ không nói những gì mà các bạn muốn nghe. Và mọi người hãy thoải mái cởi mở, bởi vì số mệnh là nằm chung tại bạn nhé. Rồi Nhi sẽ bắt đầu xem sự kiện của các bạn ha. Nhớ là sự kiện. Các bạn có like the share. Somehow thì hôm nay đến nhóm này, nhóm thứ 3 rồi. Như thế nhóm nào cũng có cái sự intuition ở đây. Thì có thể là bởi vì cái nguồn năng lượng. Actually thật ra thì chúng ta sẽ luôn được kêu gọi đó là quay về cái trực giác của mình. Nhưng mà có thể là tại vì đang tới cái giai đoạn của chu kỳ sao thổ tiếp theo á mọi người. Kiểu 130 mấy năm hả? Sao thổ và sao hỏa gì đó nó mới quay. Thì tôi cảm thấy là cái intuition của mọi người được challenge khá là nhiều cái khoảng thời gian gần đây. Các bạn có là The Myers, một cái nhận lá danh yêu thích nhất của Sakura. Tunkers. Money Park, tại sao trong công việc? Sorry, trong mối quan hệ lại là Money Park nhỉ? Paskis. Và Carrot. Rồi, ok, nhóm này thì tốt, tốt hơn hẳn so với lại hai nhóm trong công việc học tập tài chính. Thì đúng là đen tình đỏ bạc ha. Cái này thì là đỏ tình đen bạc chứ không phải đen tình đỏ bạc. Rồi thì các cái sự kiện của nhóm một, các cái sự kiện lớn diễn ra từ giờ cho tới cuối năm ha. Đầu tiên là nhóm thấy vui, khá là nhiều niềm vui sẽ đến với lại những cái mối xung quanh các bạn, miễn là các bạn đi theo cái trực giác của mình ha. Cái highlight của nhóm một ở trong vấn đề mối quan hệ đó sẽ là đi theo con đường trực giác, và tất nhiên là trực giác của bạn chứ không phải là trực giác của người khác ha. Và khi mà các bạn đi theo cái trực giác của bạn á, thì chúng ta đã luôn có cái câu đó là những cái gì bên ngoài là phản ánh của cái sự bên trong. Thì nếu như mà ở bên trong các bạn luôn tin tưởng bản thân, các bạn luôn biết mình đang đi đúng đường, các bạn luôn tin là mình sẽ đến được cái đích của cái con đường mình đang đi á, thì probably thường là mọi chuyện xung quanh nó sẽ diễn ra một cách êm đềm. Tại vì thật ra không phải là cuộc sống nó khó khăn thử thách lên bạn, mà là chúng ta đã lựa chọn góc nhìn khó khăn để đánh giá về các vấn đề xung quanh. Nên khi mà bạn buông bỏ cái sự đánh giá đó xuống và bạn đón nhận mọi thứ một cách thuần túy, một cách pure hơn, một cách gọi là tinh khiết nhất 100% á, thì mọi thứ nó đều sẽ đến một cái rất là nice. Và giải thích ở đây đó là về các mối quan hệ xung quanh, nó sẽ có rất là nhiều niềm vui, sẽ có rất là nhiều bữa tiệc, có thể là xung quanh bạn á, mọi người có rất là nhiều người cưới, có rất là nhiều người tổ chức tiệc sinh nhật các kiểu đồ hết trơn á, thì mình thấy là bạn sẽ tham gia khá là nhiều, đi uống khá là nhiều ha, đi nhậu khá là nhiều đó. Và các bạn cảm thấy thật sự là vui với những cái điều này. Và somehow khi mà các bạn đi đến những cái buổi tiệc đó, thì Danh thấy là các bạn sẽ có những cái mối quan hệ, các bạn connect được ở trong đó. Và những cái mối quan hệ đó nó lại dẫn các bạn đến một cái con đường của tài chính. Nói chung là đang có một cái con đường tài chính nào đó, nó sẽ đợi chờ bạn từ giờ tới cuối năm. Nhưng mà tất nhiên là để có được con đường tài chính này, thì bắt buộc đó là nó phải có những cái sự connecting, những cái sự kết nối với lại những cái người mới. Và nó mang một cái vibe tích cực đến cho tất cả mọi người. Đồng thời em cũng thấy là không biết cái quá khứ của các bạn nhắm mục như thế nào, nhưng mà có vẻ như trong cái giai đoạn từ giờ đến cuối năm, các bạn sẽ được nhiều người biết hơn, nhiều người biết đến bạn hơn. Và các bạn sẽ có được một cái kết quả, một cái phần thưởng nào đó cho những cái sự cố gắng. Cái sự cố gắng ở đây đó là cố gắng thay đổi cái cách sống của mình, cố gắng để hòa nhập với lại mọi người hơn, cố gắng để mà tìm kiếm những cái đám đông phù hợp với bạn, thay vì cố gắng thay đổi để hòa hợp với tất cả các cái đám đông. Và một lần nữa ha, khi các bạn đã lắc carrot thì Jane thấy đó là với những cái sự công nhận mà bạn có được, với những cái connection khá là chất lượng mà bạn cũng đạt được từ giờ tới cuối năm á, thì sẽ có những cái sẽ có một cái gọi là một cái cột mốc thay đổi. Và cái cột mốc này nó là cơ hội hay nó là mất tất cả thì nó sẽ phụ thuộc vào các bạn. Tại vì các bạn lát The Mirror ở đây á, thì tức là từ giờ đến cuối năm nhìn á, thì có vẻ là hành trình của các bạn nhóm một là một cái hành trình vui, nhưng không có cuộc vui nào là mãi mãi. Chúng ta đều luôn là một cái câu chuyện 50-50. Là nếu như mà các bạn
có một cái phút giây nào đó các bạn đã không nghe theo cái trực giác của mình, hoặc có một cái phút giây nào đó các bạn quá mức là over, các bạn quá mức là đi theo cái nguồn năng lượng bên ngoài mà quên cái sự reflect chính mình, quên nhìn lại vào bên trong, quên giữ được những cái cốt lõi của bên trong mình á, thì có thể cuối hành trình nó sẽ không phải là một cái cơ hội, một cái sự đổi đời như bạn nghĩ, mà nó sẽ là một cái sự windfall, nó là một cái sự sụp đổ. Đó thì gọi là chưa đến 30, chưa phải Tết à? Đúng rồi, chưa đến 30, chưa phải Tết. Cho nên là một cái lời khuyên chân thành của mình dành cho các bạn nhóm 1 trong các mối quan hệ á, ok, bạn vẫn đang đi đúng đường, cái cách mà bạn đang tiếp cận, cái cách để bạn view up cái thương hiệu cá nhân của mình vẫn đang đúng. Nhưng mà hãy cẩn thận biết được đâu là cái điểm dừng của mình. Mình build up đến cái mức nào, mình build up trong những cái lĩnh vực gì, những cái con đường nào, những cái con người nào mình cần phải tránh, mình cần phải tìm mọi cách để mà không bị họ lôi kéo và dụ dỗ. Mình phải liên tục đặt câu hỏi với bản thân mình. Khi tất cả mọi người đều khen bạn á, thì cái người phải nghiêm khắc với bạn nhất là chính bạn. Bạn phải trở thành người nghiêm khắc nhất với mình, phải trở thành một cái tấm kính, phải liên tục đánh giá bản thân. Chứ nếu không á, bạn sẽ rất là dễ bị hòa tan vào mọi người xung quanh, và khi đó thì mọi thứ mà bạn cố gắng trước đó nó đều sụp đổ hết. Rồi, bây giờ sẽ rút 3 lá tarot để xem tổng hòa năng lượng của bạn tiền đến cuối năm trong vấn đề các mối quan hệ như thế nào ha. Các bạn có lá The Hanged Man, Six of Swords và Five of Coins. Nhóm 1 này có chọn nhóm 1 về công việc học tập tài chính không ạ? Nếu như tổng hòa năng lượng các mối quan hệ của các bạn nhóm 1 ấy, giờ nói thật nhé, về tarot thì nó là một cái gì đó nó vừa đủ. Nó là một cái câu chuyện của việc ok, các bạn đang trả đúng cái giá mà các bạn cần phải trả để đạt được điều mà các bạn mong muốn. Bởi vì Giang thấy cái giá ở đây mà các bạn nhắm mục trả đó chính là những cái cuộc vui, giống như Giang nói từ ban đầu, để đánh đổi lại được một cái gì đó. Ví dụ như là cái công việc, cái việc mà nó liên quan tới tài chính của các bạn nhắm mục á, nó bắt buộc các bạn phải có những cái mối quan hệ rộng, hoặc là các bạn phải có cái sự kết nối với lại một ai đó cực kỳ là quan trọng để mà chốt được cái quyết định cuối cùng cho bạn thực hiện cái vấn đề liên quan tới tài chính. Thì rõ ràng là các bạn sẽ tốn rất là nhiều tiền, chắc chắn là sẽ tốn tiền, chắc chắn là các bạn sẽ phải chi trả cho khá là nhiều thứ, và có thể là nhìn thì ok, một cuộc sống hào nhoáng bên ngoài, mà thật ra bên trong thì các bạn vẫn là người ăn mì tôm sống hoài ngày thôi. Thì vẫn là cái câu chuyện tùy vào việc các bạn cảm thấy thế nào là đáng giá. Tại vì sau lá 5 xu nó là lá 6 xu. Lá 6 xu là của một cái sự trao đổi công bằng. Nếu như mà nó trắng ra là một cái hợp đồng, ok, các bạn win được một cái hợp đồng. Nhưng mà trước khi đến được cái 6 xu đó, rõ ràng ở đây á, các bạn phải xác định được mình đang làm cái gì. Đó, lá The Hanged Man nó còn y chang như lá The Mirror các bạn có trong bộ Sakura Card vậy. Nó bằng là cái câu hỏi là các bạn có chắc cái con đường mà các bạn đã chọn, cái cách mà các bạn đang tiếp cận á, nó thật sự phù hợp hay là không? Chứ không nói nó đúng hay nó sai, nó thật sự phù hợp hay là không? Và những cái gì cái ở trong những cái giá mà bạn trả, nó sẽ có những cái sự từ bỏ. Ví dụ như là các bạn sẽ phải từ bỏ thời gian đi chơi với lại những cái người bạn cũ, các bạn sẽ phải từ bỏ thời gian kết nối với lại gia đình của mình. Thì các bạn đã chắc là mình đã chuẩn bị đủ cái tâm lý cho những cái người đó để họ thấu hiểu được cái chặng đường của tiếp theo của bạn chưa? Hay là bạn làm tất cả mọi thứ trong âm thầm, làm tất cả mọi thứ trong im lặng, và khi bạn đạt được cái điều mà bạn mong muốn thì rốt cuộc bạn mất hết tất cả những cái cũ trước đó mà bạn xây dựng. Đó là cái lý do vì sao mà các bạn ra là carrot ở trong Tilly Fortune, đó là một cái cơ hội hoặc là một sự sụp đổ. Thì đối với lại cái năng lượng ở đây, Giang sẽ quy về trong một câu đối với lại các bạn nhóm một thôi, đó là mình không có lựa chọn sai hay đúng ở trong cuộc sống này. Mọi lựa chọn các bạn đưa ra đều sẽ có cái sai và cái đúng ở trong đó. Cái điều duy nhất mà các bạn nhóm một các bạn sẽ cần phải chắc chắn đó là cái sự đánh đổi nha. Ra lá sáu kiếm là có sự đánh đổi. Cái sự đánh đổi của bạn á, nó có thật sự đáng giá ở thời điểm này hay không?
em chưa bàn tới tương lai, em chưa bàn tới quá khứ, nó thật sự đáng giá để bạn đánh đổi hay là không. Và nếu như bạn xác định là nó đáng giá với tất cả những cái gì mà các bạn đã thu thập được từ trước đến nay, về những cái thông tin, về những cái trải nghiệm, về những cái con người đi, thì hãy chắc rằng bạn sẽ đi tới cùng với nó, bất kể có sự chuyện gì diễn ra, bất kể là sau đó bạn phải mất nhiều hơn bạn nghĩ như thế nào ha. Ok, để kết thúc cho các bạn nhóm một ở đây, như vậy là đủ rồi, như thấy như vậy là đủ rồi. Và một lời khuyên cuối cùng đó là hãy đi theo cái trực giác của bạn. Thứ duy nhất có thể ghim các bạn nhóm một lại trong cái chủ đề, trong cái vấn đề các mối quan hệ từ giờ cho tới cuối năm đó là cái trực giác của bạn thôi. Rồi, trước khi kết thúc thì chúng ta sẽ có những con số hay những con số ở đây, thì có thể là những cái số mà nếu như mà bạn thấy số lặp của nó nhiều á, thì những cái sự kiện mà gen list ra trên đây nó sẽ đến tương đối là gần. Ok, các bạn có số 10 ha. Số 10, số 00 và số 50. Số 00 là một cái số khá là quyền lực đấy. Các bạn có số 90, 40 và 70 ha. Có hành tinh Chiron, thật ra thì ở đây Gia sẽ không lấy hành tinh, Gia sẽ bỏ qua nó đi, Gia chỉ là bỏ chung vào trong một cái ụ thôi. Rồi các bạn có số 8 và số 5. Ok, Gia có kết thúc đề bài cho các bạn nhóm một ở về chủ đề các mối quan hệ ở đây ha các bạn. Nếu như các bạn cảm thấy trải bài liên kết với mình đó, các bạn có thể để lại một like hoặc là chia sẻ video hoặc để lại một bình luận cho em biết. Và đừng quên bấm subscribe kênh của Gia để đón chờ những video với những chủ đề khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn nhóm một trong những video lần sau. Bye bye. Rồi ok, xin chào các bạn nhóm 2 trong chủ đề các mối quan hệ ha. Rồi thì đây là trải bài cho các bạn về những cái sự kiện chính nổi bật sẽ diễn ra từ giờ cho tới cuối năm trong vấn đề các mối quan hệ. Thì mọi người hãy nhớ đây là trải bài chung cho rất là nhiều người, để mọi người đón nhận thông điệp một cách cởi mở cho lắm giúp mình, và hãy chủ động lựa chọn những gì các bạn cần nghe. Còn chắc chắn như sẽ không nói những gì mà các bạn muốn nghe đâu. Và hãy nhớ ha, số phận là nằm trong tay bạn, nên là hãy đón nhận nó thật sự là opening. Rồi giờ tôi sẽ xem sự kiện cho mọi người. Các bạn có lá Serendipity, The Return, là một lá ngược của lá The Tamer. Các bạn có lá Âu, là con cú ha. Fire, Count và Broken Bridge. Yeah. Sự kiện chính diễn ra trong mối quan hệ. Thật sự nha, cái câu chuyện lớn nhất ở đây á, cái sự kiện lớn nhất mà chị anh thấy ở đây, nó sẽ dành cho những bạn đang muốn kết nối lại với một người cũ. Bất kỳ tình cảm, gia đình, mentor, thầy cô giáo, đồng nghiệp cũ, bạn bè cũ gì cũng được. Nói chung là có yếu tố người cũ ở trong này. Và các bạn đang mong muốn là kết nối lại với họ từ giờ cho tới cuối năm, thì nhìn thấy hơi khó. By the way, sẽ nói từng cái một đi. Đầu tiên á, em thấy rõ nhất ở trong này ha. Thật sự là nếu như mà cái người cũ mà các bạn muốn kết nối lại á, thì Gia sẽ nghiêng về một cái người mà đã cho bạn được một cái lời khuyên hoặc là một cái bài học rất là lớn ở trong cuộc sống, nhưng các bạn đã không hiểu được những cái lời khuyên của họ vào cái khoảng thời gian đó, cho tới thời điểm hiện tại khi các bạn đã trải qua những cái vấn đề vô cùng là tương tự với những gì mà họ nói. Ví dụ như là các bạn vừa mới bị cắm sừng, các bạn vừa mới bị lừa dối. Và nói chung trước đó là có một ai đã nói với bạn là đừng có quen với cái người đó, tại vì họ là một cái người rất là nguy hiểm, hoặc là một cái người mà cái người kia có một cái cảm giác là không có thật lòng các kiểu đồ hết, thì bạn không có nghe. Đến khi mà bây giờ bạn bị đó, thì bạn mới sực tỉnh, bạn mới sực nhớ ra là đã từng có người khuyên mình là không có nên kết nối với lại họ, hay thậm chí là các bạn bị lừa đảo chẳng hạn, tôi ví dụ vậy. Và khi mà cái sự kiện của một cái, nói chung là một cái sự kiện phản bội khá là đau đớn nó diễn ra ha, thì nó
khiến cho các bạn nhớ về cái người cũ đó và các bạn muốn quay lại với họ, các bạn muốn tìm cách kết nối lại với họ các kiểu hết. Và các bạn đã đề ra rất là nhiều kế hoạch các kiểu hết. Nhưng mà đến từ giờ cho tới cuối năm ha, tính đến cuối năm ha, thì cái này nó vẫn không không work out, cái này nó vẫn không có thực hiện được. Thật ra cái không thực hiện được ở đây á, Giang không có nói là tại vì cái người kia người ta không bỏ qua cho bạn hay là cái gì hết. Nhưng mà Giang thì Giang chỉ có một cái cảm giác là cái sự xuất hiện của người kia, tại vì bất kỳ xuất hiện trong cuộc đời của bạn nó đều có một cái lý do, đều có một cái duyên ở trong đó. Thì cái duyên của bạn với lại cái người cũ đó ở thời điểm hiện tại nó chưa đến thời điểm quay lại, dù bạn muốn quay lại. Giang có cái cảm giác là bất kể cái vấn đề mà các bạn gặp phải ha, là một cái người nào đó đâm bạn đi, hoặc là các bạn cũng có một trường hợp thứ hai là các bạn gặp một cái người nào đó các bạn không thích, nhưng mà họ lại cực kỳ là họ cực kỳ dính bạn, họ cực kỳ yêu bạn, hoặc là họ cực kỳ tìm cách kiểm soát bạn đó. Thì cái sự kiện đó là một cái gì, là một cái bài học bạn cần phải học ở trong các mối quan hệ, và bạn phải học cho xong á, thì maybe khi đó bạn mới gặp lại được cái người cũ mà bạn muốn kết nối lại. Thật ra thì các bạn đã lá serendipity ở đây thật ra không phải là một lá xấu. Lá serendipity vẫn là một cái lá, nó nói về một cái việc đó là có một cái tương lai tươi sáng, một cái góc nhìn sáng nó sẽ đến với lại các bạn trong những cái thời gian tới. Nhưng mà tại vì nó đến ở cái mức độ horizon, tức là nó đến ở cái chiều dọc, nó không phải là chiều ngang. Mà chiều dọc là sao? Là bạn phải đi, bạn phải leo cho tới cái đỉnh núi á, thì bạn mới gọi là chúng ta có cái từ ở trong luyện võ đó là tự nhiên là lên tới được đỉnh núi thì mình mới đắc đạo á. Thì tức là bạn phải vượt qua được, bạn phải học cho xong cái bài học của bạn ở trong cái tình cảnh tróe ngoe này, thì khi đó bạn mới lên được cái đỉnh núi và bạn mới gặp lại họ. Tại vì cái người cũ mà các bạn muốn gặp lại á, họ đắc đạo rồi, họ lên cái đỉnh núi đó họ sống rồi, họ sẽ không xuống núi đâu. Nên là các bạn muốn gặp lại họ bằng bất kỳ một cái cách tắt nào, một cái cách nhanh nào á, đều sẽ không được. Cách duy nhất mà bạn có thể làm đó là đi từ từ và tin rằng mình sẽ gặp lại họ bằng cách này hay là cách khác, thì khi đó bạn mới gặp lại được. Thật sự thì sự kiện của các bạn nhóm 2 về các mối quan hệ nó không có nhiều ở đây lắm. Sự kiện lớn nó chỉ đơn giản là ok, bạn nhận được lời khuyên, hoặc là một cái lời khuyên ở trong quá khứ các bạn nhớ lại. Và khi mà các bạn vừa mới nhớ lại nó thì cái sự kiện y chang như những gì họ nói nó diễn ra. Và sau đó thì bạn tìm cách bạn kết nối lại với họ để có thể xin thêm lời khuyên, để xin lỗi các cái gì đó mình không biết, thì đều không được bằng cách này hay là cách khác. Và bạn muốn giải quyết cái vấn đề mà cái người kia đã nhắc tới á, bằng cách nào cũng không được luôn. Ý mình là bằng những cái cách nó không có trực diện á, bằng những cái cách nó không có chữa tận gốc á, đều không được. Cái cách duy nhất mà bạn có thể làm với lại cái vấn đề này đó là đối diện với nó mà thôi. Ok, giờ Giang sẽ lấy 3 lá bài tarot để xem tổng hòa năng lượng của bạn từ giờ đến cuối năm trong vấn đề các mối quan hệ nha. Nhóm 2 của các mối quan hệ có vẻ là những người còn khá là trẻ ha. Tim khá là trẻ, tim già chắc chọn nhóm 1 rồi. Rồi, tổng hòa năng lượng các bạn có Page of Wands, Magician và Page of Coins. Page of Wands, Knight of Cups, 9 ly. Và các bạn có Page of Coins, các bạn có 2 lá học việc ở đây ha, học việc kỳ và học việc su. Nói sao ta? Thật ra nhóm 2 là một nhóm chưa sẵn sàng để bước vào bất kỳ một mối quan hệ nào nha. Bất kể các bạn hiện tại đang trong mối quan hệ hay không trong mối quan hệ, các bạn là những người vẫn còn rất tận hưởng cuộc sống độc thân của mình, hoặc là các bạn muốn một cái mối quan hệ mà ở trong đó mỗi người đều tôn trọng cái sự độc thân của người còn lại. Nhưng mà mọi thứ nó không quá cao theo cái cách đó. Mình nghĩ nếu như là những cái bạn mà đã có mối quan hệ á, thì ban đầu hai bạn đều là những cái người
cam kết là ok, chúng ta sẽ tôn trọng cái sự độc thân của mỗi người, cái sự một mình của mỗi người. Nhưng mà cái cảm giác ở trong mối quan hệ và chưa trong mối quan hệ nó khác nhau lắm mọi người. Bất kể mọi người cam kết với nhau như thế nào đi chăng nữa, và mình thấy là nó bắt đầu có những cái sự mâu thuẫn. Cái người này muốn cái này, cái người kia muốn cái kia, và nó không đi đến được một cái nó gọi là gì ta, là nó không đi đến được một cái sự thống nhất cuối cùng, nên là nó mới toang, nó mới ra cái sự kiện toang kia đó. Hoặc á, là chính bởi vì các bạn độc thân nhưng mà các bạn lại là một cái người toát ra cái vai, toát ra cái hóc môn á, là tôi độc thân nhưng mà tôi cũng muốn có những cái cuộc tình thử, những cái testing thử, nên là rất là nhiều người người ta hút bạn. Nhưng cái lý do vì sao các bạn hút sai người là tại vì các bạn chưa xác định được mình cần một cái partner để làm gì. Vì sao bạn muốn testing, bạn muốn test cái gì? Đó thì nó chưa có ở trong này. Tại vì em thấy là ra là pay up one và pay up coin á, mọi thứ đối với lại các bạn nhóm 2 hiện tại nó vẫn chỉ là trải nghiệm, nó vẫn chỉ là một cái gì đó thú vui của tuổi trẻ. Mà dù Gen 27 cũng chưa có già lắm đâu, nhưng mà em thấy cái cách sống này nó hơi bị trái ngược với Gen luôn. Gen là một người mà kiểu đã khá là cẩn trọng hơn rất là nhiều trong những cái sự lựa chọn mối quan hệ rồi, nhưng mà nhóm 2 thì chưa. Nhóm 2 thì vẫn kiểu là ok, ai tới mà mình thấy hợp thì mình thử, ai tới mà mình cảm thấy match được một cái gì đó thì mình thử. Đấy, và một cái mà mình nhìn thấy ở đây về cái nguồn năng lượng á, mọi thứ nó tới quá nhanh. Tức là những cái mối quan hệ mà bạn cần á, những cái mối quan hệ mà bạn muốn thử á, nó tới rất là nhanh, cùng một lúc rất là nhiều người, và có thể là cùng lúc khi các bạn đang bắt đầu trên cái hành trình xây dựng sự nghiệp, và nó vượt khỏi tầm kiểm soát của bạn. Và đây là một cái lời cảnh báo mà đã có người nào đã nói với bạn trước đó rồi, đó là hãy cẩn thận với điều mà bạn đang chọn. Bạn đang chọn một lúc vừa tình cảm, vừa công việc sự nghiệp luôn, mà trong khi khả năng của bạn chưa đủ để handle. Thì hãy cẩn thận với điều này, nhưng mà bạn không tin. Và khi mà bạn đi, bạn thực hiện những cái điều đó và nó bị vượt khỏi tầm kiểm soát và bạn phải giải quyết hậu quả, thì đó là lúc mà bạn nhận thức ra được vấn đề. Nhưng mà thật ra mình không nói là nó too late, mình không nói là nó quá trễ để cho các bạn giải quyết hậu quả của vấn đề này. Mình chỉ nói là có không giữ thì mất đừng có tìm nha. Rồi, con số cho các bạn nhóm 2 trước khi chúng ta kết thúc rải bài. Con số ở đây thì nếu như mà nó sẽ liên quan đến một cái việc, nếu như mà các bạn thấy những cái con số lặp ha, hoặc là các bạn thấy con số này nhiều á, lặp đi lặp lại, thì có thể là những cái sự kiện mà em nói nó sắp diễn ra rồi đó. Các bạn có số 70, 40, 60. Các bạn có số 9, 9 hay 6, các bạn có số 6, sorry. Ở đây thì em thấy có số 5 nữa, ở góc nhìn của em. Các bạn có số 11, ở góc nhìn của em thì còn thấy có số 12, số 7 và số 10. Ok, officially kết thúc được bài cho các bạn nhóm 2 trong chủ đề các mối quan hệ. Nếu như bạn cảm thấy trải bài này liên kết với mình thì mọi người đừng quên để lại một like hoặc là share video và bấm subscribe kênh của Yen để đón chờ những video với những chủ đề khác trong khoảng thời gian tới ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye bye.